Xin chào các bạn, đây là ba con ma ở trong phim 49 ngày. Đầu tiên là Phi, Phi là Hoàng Phi, đảm nhận vai Lisa trong phim này. Còn mình là Khả Như, mình đảm nhận vai Như trong phim này. Còn là La Thành, mình đảm nhận vai Thành. Chán vậy, con mình tôi là bị đổi tên nữa à. Đúng là tôi phải giới thiệu rồi, tôi tên Phi, đúng tôi rồi. Đảm nhận vai Phi trong phim này chứ đúng không? Tôi không sợ ma lắm. Thì tôi nghĩ là tôi không làm gì sai hết. Tỉnh anh, có gì đâu mà rung nè. Chứ đâu không ai, không ai đâu. Tôi không sợ gì đâu. Không cần phải nói nhiều. Thôi ghê bạn. Thôi ghê quá, ghê gì bạn có chung thì bạn câu hỏi này làm cho chúng tôi có vẻ thân thiết với nhau. Anh đạo diễn của phim Thành thì chắc mọi người cũng biết đó là anh đạo diễn Nhất Trung. Có biệt danh là Hoàng tử trà sữa. Nhất Trung. Nhất Trung có nghĩa là chỉ quay trung thôi. Dạ mà đúng rồi. Là quay toàn chứ cần không, không bao giờ quay trung. Anh Trung là diễn viên là quay ở trên là đói khát xỉu lên xỉu xuống, còn đạo diễn là luôn luôn có một ly trà sữa và cười khà 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 các bạn tiếp tục. Tôi muốn nói về cái chuyện bất công cho nàng phim. Đúng. Diễn viên thì đói khát, đạo diễn thì lúc ta không hiểu sao lúc nào cũng có trà sữa, dù quay cảnh rừng rú gì cũng có trà sữa. Hay ta không tin có một cái xe trà sữa bán vô trong đó luôn á. Mà lúc nào cũng vậy, tôi quay cảnh nào quay qua cũng gặp đạo diễn cầm ly trà sữa. Mấy em diễn tốt lắm. Nói chung cũng có kỷ niệm vui chứ không phải là không đâu. Đó là cái cảnh mà Phi bị tạt nước ướt hết người. Đúng rồi. Mà giữa trời Đà Lạt mà không phải là ở thành phố Đà Lạt nha các bạn. Ở cái khu đó là Trong rừng sâu Ma rừng lửa quán. Cái đó là nó rất là cao. Mà Phi phải tưới một xô nước. Mà không được nước nóng đâu, nước lạnh. Thật sự lúc đó hả Thanh Như nhìn anh nước Phi nóng. Mà muốn rớt nước mắt luôn á. Tại vì á lúc mà mình quay á như là được mặc áo khoác rồi này nọ, rồi đã cảm thấy rất là lạnh rồi. Mà thấy anh Phi ảnh xối nước mà ảnh rung cầm cặp. Nhìn muốn chảy nước mắt, chỉ mong là cái phân đoạn nó quay thật là nhanh. Alo. Ai vậy? Bạn cái này. Alo. Gì vậy anh? Không giỡn mặt nha, ai vậy? Gì vậy? Nói cái gì? Hả? Các bạn, phim mình sẽ được chiếu trên các cụm rạp toàn quốc vào ngày 28 tháng 8. Yeah! Bấm like fanpage của 49 ngày để theo dõi các thông tin cần thiết của bộ phim ạ. Có phần đó nữa hả? Có luôn á. Like.